Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh chị cách kiểm tra bảng cân đối số phát sinh trên phần mềm MISA-MIMOSA.net. Bảng cân đối số phát sinh là một báo cáo rất được các anh chị quan tâm, bởi vì khi bảng cân đối số phát sinh lên cân đối thì sẽ dẫn tới các báo cáo khác cũng lên cân đối theo. Vậy thì cách kiểm tra bảng cân đối số phát sinh như thế nào để chúng ta có được một báo cáo cân đối số liệu thì các anh chị có thể tham khảo giúp em tài liệu file note mà em đã đính kèm trong phần mô tả của video này. Thì các anh chị có thể nhấn vào đường link ở trong phần mô tả của video để tham khảo giúp em hướng dẫn theo từng bước mà em đã tóm tắt trong file này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt theo từng bước kiểm tra. Bước đầu tiên, các anh chị sẽ kiểm tra giúp em là báo cáo đối chiếu mẫu số 01A và mẫu số 02A đã lên đúng. Các anh chị kiểm tra giúp em báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01A và mẫu số 02A. Tại sao chúng ta phải kiểm tra báo cáo mẫu số 01A và mẫu số 02A lên đúng? Bởi vì khi hai báo cáo này lên đúng thì phần nhận dự toán, phần rút dự toán đã đúng và thông thường ở trên bảng cân đối số phát sinh thì số dư bên nợ và số dư bên có của tài khoản 008 cũng đã lên đúng theo. Do vậy nên bước đầu tiên các anh chị sẽ kiểm tra giúp em là báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01A và mẫu số 02A lên đúng trước nhé. Tiếp theo, sau khi chúng ta đã có được báo cáo mẫu số 01A, mẫu số 02A lên đúng và tài khoản 008 cũng đã lên đúng thì chúng ta sẽ kiểm tra sang bước tiếp theo. Và bước tiếp theo trên bảng cân đối thì các anh chị sẽ kiểm tra giúp em số dư tài khoản 111 và số dư tiền gửi ngân hàng, số dư tài khoản 112 đã khớp với số dư ở trên sổ quỹ của đơn vị và số dư trên tài khoản ngân hàng của đơn vị hay chưa. Ví dụ ở trên báo cáo hiện tại thì em đang có số dư của tài khoản 111 là 60 triệu. Thì xem số dư 60 triệu này đã khớp với số dư trên sổ quỹ của đơn vị hay chưa. Và tài khoản ngân hàng của em thì đang không còn số dư. Thì nên anh chị cũng xem là trong tài khoản ngân hàng có phải là tài khoản ngân hàng cũng đã hết số dư rồi hay không. Trường hợp số dư tài khoản 111 và 112 lên không đúng thì các anh chị có thể tích ngay vào số tài khoản đó để kiểm tra sổ chi tiết của tài khoản. Ví dụ em kích vào tài khoản 111 để kiểm tra phiếu thu, phiếu chi trong các tháng, các quý đã hạch toán đúng hay chưa, có nhầm số tiền hay là thừa thiếu chứng từ nào hay không. Cụ thể về cách kiểm tra mà sổ quỹ và sổ tiền gửi ngân hàng bị lên sai số liệu thì bên em cũng đã có tài liệu hướng dẫn và em đã đính kèm trong file note đó. Hoặc là các anh chị cũng có thể tìm kiếm tài liệu này bằng cách vào trang head mimosa2020.misa.vn và vào phần kiểm tra đối chiếu báo cáo vào mục sổ kế toán. Vào phần bảng cân đối số phát sinh ạ. Và xem mục 7 và mục 8. Khi xem bảng cân đối số phát sinh thì thấy số dư tài khoản 111 và số dư tài khoản 112 lên không đúng số liệu thì cách kiểm tra như thế nào? Để các anh chị có thể xem kỹ hơn về cách kiểm tra hai báo cáo này ở trên tài liệu mà em đã đính kèm trong file note hoặc là các anh chị có thể lên trang Help Mimosa 2020 để xem giúp em nhé. Dạ vâng, tiếp theo sau khi chúng ta đã kiểm tra số dư 111 và số dư 112 đã khớp với số dư thực tế của đơn vị, chúng ta chuyển sang bước tiếp theo đến phần tài sản cố định. Các anh chị sẽ kiểm tra giúp em đến phần tài sản cố định và vật tư hàng hóa nếu có. Thì đa số các đơn vị thì không có số dư của vật tư hàng hóa cho nên ở đây em sẽ hướng dẫn các anh chị kiểm tra phần tài sản cố định. Đối với phần tài sản cố định thì các anh chị kiểm tra giúp em là các anh chị đã tính hao mòn tài sản cố định hay chưa? Trường hợp đơn vị không sử dụng phần mềm quản lý tài sản thì để tính hao mòn các anh chị sẽ vào phần tài sản cố định và tính hao mòn và vào phần tính hao mòn đấy đúng không ạ? Sau khi vào tính hao mòn em đã có chứng từ tính hao mòn như sau. Trường hợp đơn vị có sử dụng phần mềm quản lý tài sản và có kết nối phần mềm quản lý tài sản với phần mềm Mimosa thì đầu tiên các anh chị sẽ lên trên phần mềm quản lý tài sản. Nếu chưa tính hao mòn, anh chị vào phần tính hao mòn và thêm chứng từ tính hao mòn. Sau đó trên phần mềm Mimosa, anh chị vào tài sản cố định. Nhấn nút tính hao mòn và nhấn lấy dữ liệu để lấy chứng từ tính hao mòn từ trên phần mềm quản lý tài sản xuống phần mềm Mimosa. Tích chọn các tài sản muốn tính hao mòn, nhấn thực hiện.
Tôi nhấn cất. Sau khi tính hao mòn, các anh chị sẽ thấy phát sinh bên có của tài khoản 214 đúng bằng phát sinh tính hao mòn trong năm. Đối với phần tài sản cố định, thì như em đã vừa trao đổi là chúng ta sẽ xem là các anh chị đã tính hao mòn hay chưa. Tiếp theo, các anh chị sẽ đối chiếu giúp em số dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh của tài khoản 211, 213, 214 và 36611, giá trị còn lại của tài sản cố định, đã khớp với số dư cuối kỳ trên sổ chi tiết tài sản cố định hay chưa. Tài khoản 211 sẽ phải khớp với số dư của nguyên giá tài sản cố định hữu hình. Tài khoản 213 sẽ phải khớp với số dư cuối kỳ của nguyên giá tài sản cố định vô hình. Tài khoản 214 sẽ khớp với lũy kế hao mòn cuối năm, và tài khoản 36611 thì chính bằng 211 cộng với 213 trừ đi 214 và chính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định ở trên sổ tài sản. Trường hợp đơn vị không dùng phần mềm quản lý tài sản.vn thì các anh chị có thể xem sổ tài sản ở trên ngay trên phần mềm Mimosa bằng cách vào sổ tài sản cố định ở đây ạ. Ở đây các anh chị sẽ đối chiếu nguyên giá sẽ phải bằng với số dư cuối kỳ của tài khoản 211 cộng với tài khoản 213. Hao mòn lũy kế sẽ phải bằng số dư cuối kỳ của tài khoản 214 và tài khoản 36611 thì chính bằng nguyên giá trừ đi lũy kế hao mòn. Trường hợp đơn vị có sử dụng phần mềm quản lý tài sản.vn thì các anh chị sẽ đối chiếu với sổ tài sản ở trên phần mềm quản lý tài sản. Ở trên phần mềm quản lý tài sản, anh chị vào báo cáo theo chế độ kế toán và vào sổ tài sản cố định. Đã trên sổ tài sản cố định ở trên phần mềm quản lý tài sản, các anh chị cũng đối chiếu tương tự phần nguyên giá và phần lũy kế hao mòn so sánh với số dư 211, 213, 214 và 36611 ở trên bảng cân đối số phát sinh. Trường hợp thấy số dư cuối kỳ của tài khoản 211 và 214, 36611 không khớp với trên sổ chi tiết tài sản cố định thì các anh chị sẽ rà soát lại từ số dư đầu kỳ, xem số dư đầu kỳ đã khớp với sổ tài sản cố định ở đầu kỳ hay chưa. Các anh chị cũng đối chiếu tương tự tài khoản 211, 214 và 36611 với số dư đầu kỳ của nguyên giá, lũy kế hao mòn và giá trị còn lại trên sổ tài sản cố định nhé. Cụ thể về cách kiểm tra số dư tài khoản 211, 214 và 36611 so sánh với sổ chi tiết tài sản cố định của đơn vị thì anh chị có thể tham khảo giúp em tài liệu hướng dẫn em đã đính kèm trên file note ở trong phần mô tả của video này. Trường hợp không sử dụng phần mềm quản lý tài sản và trường hợp có sử dụng phần mềm quản lý tài sản thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào? Các anh chị có thể tham khảo giúp em thêm hai cái video mà em định đính kèm trong phần mô tả của video này nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa đối chiếu số dư tài khoản 111 và 112 khớp với số dư quỹ và ngân hàng của đơn vị. Chúng ta đã đối chiếu 211, 214 và 36611 khớp với sổ chi tiết tài sản cố định. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra tới tài khoản 334 và tài khoản 332 phải hết số dư cuối kỳ. Vậy thì tại sao chúng ta phải kiểm tra tài khoản 334 và 332 đã hết số dư cuối kỳ? Bởi vì thông thường các đơn vị không có nợ lương và bảo hiểm, cho nên số dư 334 và 332 cuối kỳ sẽ bằng 0. Trường hợp số dư 334 và 332 cuối kỳ vẫn còn số dư thì thông thường là do trong kỳ anh chị hạch toán thiếu hoặc thừa chứng từ hạch toán chi phí lương hoặc là hạch toán nhầm chứng từ liên quan đến lương bảo hiểm. Vậy cách kiểm tra như thế nào? Giả sử em có báo cáo kiểm tra số dư 334 và 332 bị dư như báo cáo trên hình thì cách kiểm tra các anh chị sẽ vào giúp em sổ chi tiết của tài khoản 334 và tài khoản 332. Trước hết em sẽ kiểm tra với tài khoản 334, em sẽ tích vào số tài khoản 334 để kiểm tra sổ cái của tài khoản 334. Trên sổ cái tài khoản 334, các anh chị sẽ kiểm tra lần lượt theo từng tháng. Tháng nào số dư bên nợ đã bằng với số dư bên có, ví dụ như tháng 1. Số dư cuối tháng 1 bằng 0 thì chứng tỏ là tháng đó số liệu đã đúng. Các anh chị sẽ kiểm tra sang các tháng tiếp theo. Tháng nào phát sinh bên nợ và phát sinh bên có không bằng nhau có số dư cuối kỳ. Ví dụ như trong tháng 2 này có số dư cuối kỳ của tháng 2 là 10 triệu thì chứng tỏ là tháng đó đang bị hạch toán chưa đúng. Các anh chị sẽ rà soát lại các chứng từ ở trong tháng đó xem có bị thừa thiếu hoặc là nhầm chứng từ hạch toán chi phí lương hay chứng từ chi lương hay không. Ví dụ trường hợp này, em thấy chứng từ chuyển khoản kho bạc số 05 có phát sinh bên nợ là 10 triệu nhưng không thấy có phát sinh bên có.
Trường hợp này bị thiếu chứng từ hạch toán chi phí lương là 10 triệu, thì anh chị có thể tích chuột vào chứng từ chuyển khoản lương và sinh lại chứng từ hạch toán chi phí lương bằng cách vào tiện ích hạch toán chi phí lương. Nhấn cất. Sau khi sửa xong, các anh chị có thể nạp lại báo cáo để xem tài khoản 334 còn số dư hay không. Nếu vẫn thấy còn số dư, các anh chị sẽ kích vào sổ tài khoản 334 để kiểm tra tiếp các tháng tiếp theo. Ví dụ như trong tháng 3, em thấy chứng từ phiếu chi 004 có phát sinh bên nợ nhưng không thấy có phát sinh bên có tương ứng, chứng tỏ cũng đang bị thiếu chứng từ hạch toán chi phí lương. Em sẽ mở chứng từ phiếu chi đó lên và sinh chứng từ hạch toán chi phí lương bằng cách vào tiện ích chọn hạch toán chi phí lương để phần mềm tự sinh chứng từ hạch toán chi phí lương. Ví dụ sang đến tháng 4 thì em thấy có phát sinh chi tiền gửi là 10 triệu. Chi tiền gửi chi lương là 10 triệu, nhưng bên có thì lại phát sinh 10 triệu đến 2 lần. Thì các anh chị có thể mở chứng từ đó lên để kiểm tra. Thì thấy chứng từ hạch toán chi phí lương bị hạch toán trùng 2 lần, thì các anh chị có thể bỏ một chứng từ và xóa chứng từ thừa đi. Sau khi rà soát xong các tháng đã cân đối nợ có, các anh chị có thể kiểm tra lại báo cáo xem số dư 334 có còn dư hay không. Như trong trường hợp này em thấy số dư tài khoản 334 đã hết. Tương tự như vậy đối với tài khoản 332, các anh chị cũng kích vào số tài khoản 332 mà đang có số dư. Cũng rà soát lần lượt từng tháng, tháng nào phát sinh bên nợ đã bằng phát sinh bên có và số dư cuối tháng bằng 0 thì chứng tỏ tháng đó đã đúng. Tháng nào phát sinh nợ không bằng phát sinh có thì chứng tỏ tháng đó đang hạch toán chưa đúng. Ví dụ như trong tháng 3 này, em thấy có phát sinh chuyển khoản bảo hiểm ở bên nợ nhưng chưa có phát sinh bên có là hạch toán chi phí bảo hiểm. Thì em có thể mở chứng từ chuyển bảo hiểm lên để kiểm tra và có thể sinh chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm bằng cách vào tiện ích hạch toán chi phí bảo hiểm và nhấn cất. Sau khi rà soát xong các tháng, em cũng nạp lại báo cáo để kiểm tra xem tài khoản 332 có còn số dư hay không. Như trong trường hợp này thì tài khoản 332 cũng đã hết số dư. Cụ thể về cách kiểm tra số dư tài khoản 334 và 332 thì bên em cũng đã có tài liệu đính kèm ở trên file note mà em đã đính kèm trong phần mô tả của video này. Các anh chị có thể vào file đó để lấy link xem, hoặc là cũng có thể vào trong trang web mimosa2020.misa.vn. Vào mục kiểm tra đối chiếu báo cáo, sổ kế toán, bảng các đối số phát sinh và xem hướng dẫn trong mục số 3, số 4. Khi thấy tài khoản 334 còn số dư và tài khoản 332 còn số dư thì cách kiểm tra như thế nào? Người ạ, vừa rồi chúng ta đã kiểm tra số dư tài khoản 111, 112 này, số dư tài khoản 211, 213, 214 và 36611 của tài sản cố định. Chúng ta đã kiểm tra số dư của 334 và 332 đã hết số dư cuối kỳ. Tiếp theo, các anh chị kiểm tra giúp em số dư tài khoản 3371 trong trường hợp đơn vị có phát sinh tạm ứng đã cấp dự toán trong kỳ. Thì khi các anh chị có phát sinh tạm ứng và đã chi tạm ứng và thanh toán tạm ứng hết trong kỳ thì số dư tài khoản 3371 cuối kỳ sẽ bằng 0. Tuy nhiên có một số trường hợp khi làm thanh toán tạm ứng thì các anh chị cần làm bút toán kết chuyển ở nợ 3371 có 511 trong phần chứng từ nghiệp vụ khác. Tuy nhiên các anh chị chưa làm bút toán này dẫn tới là số dư cuối kỳ của tài khoản 3371 vẫn còn số dư bên có, ví dụ như trên báo cáo mình đang mở đây ạ, là số dư 3371 vẫn còn số dư bên có là 10 triệu. Thì trường hợp này các anh chị có thể làm bút toán kết chuyển từ 3371 sang 5111 trong phần chứng từ nghiệp vụ khác như sau. Các anh chị vào giúp em phần tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác và làm bút toán phát sinh nợ tài khoản 3371, phát sinh có tài khoản 511. Tùy thuộc phần tạm ứng của anh chị là nguồn thường xuyên hay nguồn không thường xuyên thì chúng ta sẽ hạch toán tương ứng vào 5111 hay là 5112. Nếu là nguồn thường xuyên thì sẽ hạch toán vào 5111, còn nếu là nguồn không thường xuyên thì sẽ hạch toán vào 5112 ạ. Giả sử trong trường hợp này toàn bộ 10 triệu của em đều nằm ở nguồn thường xuyên, cho nên em sẽ hạch toán nợ 3371 có 5111 và chọn tới nguồn thường xuyên. Còn trường hợp ví dụ anh chị có 6 triệu của nguồn thường xuyên và 4 triệu của nguồn không thường xuyên chẳng hạn thì anh chị sẽ hạch toán như sau.
Hạch toán 6 triệu vào nguồn thường xuyên và tài khoản là 5111, 4 triệu vào nguồn không thường xuyên là tài khoản 5112 và chọn tới nguồn không thường xuyên. Rồi nhấn cắt. Còn trường hợp này thì toàn bộ 10 triệu của em đều nằm ở nguồn thường xuyên, cho nên em sẽ để hết vào tài khoản 5111 ạ. Sau khi làm bút toán kết chuyển từ 3371 sang tài khoản 511 thì tài khoản 3371 sẽ hết số dư như sau ạ. Tiếp theo các anh chị kiểm tra một số tài khoản khác như tài khoản 138 hay là 338 vân vân. Nếu như đơn vị có số dư của những tài khoản này thì các anh chị kiểm tra xem số dư 138, 338 đã khớp với phần phải thu khác, phải trả khác cuối kỳ hay chưa. Tiếp theo các anh chị kiểm tra giúp em số dư đầu kỳ đã cân đối bên nợ và bên có và khớp với số dư cuối kỳ của năm trước hay chưa. Giả sử em đang kiểm tra báo cáo của năm 2020 thì các anh chị kiểm tra số dư đầu kỳ này đã khớp với số dư ngày 31 tháng 12 năm 2019 chưa nhé. Như vậy là chúng ta đã kiểm tra xong số dư tài khoản 111 khớp với sổ quỹ của đơn vị, số dư 112 đã khớp với số dư tài khoản ngân hàng của đơn vị, số dư tài khoản 211, 213, 214 và 36611 đã khớp với sổ chi tiết tài sản cố định. Tiếp theo đến số dư tài khoản 334 và 332 đã hết số dư. Số dư tài khoản 3371 đã hết số dư nếu đơn vị có phát sinh tạm ứng trong kỳ và đã thanh toán hết. Số dư tài khoản 138, 338 và một số tài khoản còn lại đã lên đúng. Số dư đầu kỳ đã khớp với số dư cuối kỳ của năm trước. Thì sau khi đã kiểm tra xong các bước như vậy, nếu đơn vị không có phát sinh các nghiệp vụ đặc biệt như phát sinh nghiệp vụ chi từ nguồn cải cách tiền lương, phát sinh nghiệp vụ hao mòn tài sản cố định từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hay các bút toán rút dự toán về nhưng chưa chi ra thì số dư tài khoản 511 và số dư tài khoản 611 cuối kỳ sẽ cân đối bằng nhau như báo cáo em đang mở trên màn hình. Và phát sinh có của 511 và phát sinh nợ của 611 cũng sẽ bằng nhau. Sau đó các anh chị xác định kết quả hoạt động kinh doanh bằng cách vào phân hệ tổng hợp, vào xác định kết quả hoạt động. Phần mềm sẽ tự động kết chuyển và xác định thặng dư thâm hụt sang tài khoản 4211 và 4212. Các anh chị chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán là ngày cuối năm, ngày 31 tháng 12, và nhấn cất. Sau khi kết chuyển thì tài khoản từ đầu năm đến đầu 9 sẽ hết số dư. Và nếu có thặng dư thâm hụt thì sẽ thể hiện số dư trên tài khoản 421. Ví dụ như trường hợp này em có tài khoản 4212 có số dư là 60 triệu và sẽ cân đối với số dư bên nợ của tài khoản 111 là 60 triệu. Đây là tiền còn lại của nguồn học phí do em chưa chi hết và chuyển sang năm sau chi tiếp. Trường hợp khi các anh chị ghi sổ chứng từ xác định kết quả hoạt động chương trình báo như sau. Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái, thiếu loại, ghi sổ không thành công. Thì trường hợp này như các anh chị có thể thấy trên chứng từ, có một số dòng đang bị thiếu nguồn và khoản. Các anh chị để ý giúp em xem dòng của tài khoản nào đang bị thiếu nguồn và loại khoản. Ví dụ như trong trường hợp này, thấy tài khoản 9112, 6421, tài khoản 531 và tài khoản 4212 đang bị thiếu nguồn và loại khoản thì các anh chị sẽ vào giúp em như sau. Vào phần danh mục tài khoản, hệ thống tài khoản, tìm tới các tài khoản đang thiếu nguồn và loại khoản. Ở đây em sẽ kiểm tra lần lượt các tài khoản 9112 thì thấy đã tích chọn. Tiếp theo đến tài khoản 531 thì thấy đang bỏ tích nguồn và loại khoản thì các anh chị tích chọn bổ sung. Tương tự như vậy với tài khoản 4212. Cũng đã tích chọn rồi. Tiếp đến tài khoản 6421. Thì thấy cũng đang bị bỏ tích thì các anh chị tích chọn bổ sung. Sau khi đã tích chọn đầy đủ thì các anh chị sẽ vào lại phần xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Thì thấy những dòng vừa rồi đang bị bỏ trống nguồn và loại khoản thì đã tự lên nguồn và loại khoản đúng không ạ? Các anh chị sẽ nhấn cất. Như vậy em đã vừa hướng dẫn anh chị cách kiểm tra bảng cân đối số phát sinh trên phần mềm MISA Mimosa.net. Các anh chị hãy thực hiện theo các bước này để nhanh chóng có được
bảng cân đối số phát sinh lên cân đối và đúng số liệu nhé. Tiếp theo là một số vấn đề các anh chị thường thắc mắc ở trên báo cáo bảng cân đối số phát sinh. Vấn đề đầu tiên mà các anh chị thường xuyên vướng mắc đó là tại sao phát sinh có của tài khoản 511 lại không bằng với phát sinh có của tài khoản 008. Ví dụ như trên báo cáo em đang mở ở trên màn hình, phát sinh có của tài khoản 008 thì khoảng 1 tỷ 6 đúng không ạ? Nhưng trên phát sinh có của tài khoản 511 lại chỉ có 722 triệu. Vấn đề này thì thường do hai nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất là do đơn vị có phát sinh nghiệp vụ tài sản cố định, và nguyên nhân thứ hai là do đơn vị có phát sinh nghiệp vụ cấp bù học phí. Liên quan đến trường hợp này, bên em cũng đã có tài liệu hướng dẫn ở trên trang hepmimosa2020.misa.vn. Thì để vào trang hepmimosa này thì các anh chị vào giúp em ở trên phần mềm Mimosa và góc bên phải phía trên vào phần hướng dẫn sử dụng online. Ở trên trang hepmimosa, các anh chị vào trong phần sổ kế toán, vào bảng cân đối số phát sinh và vào mục số 2. Khi xem bảng cân đối số phát sinh, thấy 511 và 61 đã bằng nhau nhưng lại không khớp với phát sinh có của tài khoản 008. Các anh chị có thể tham khảo giúp em tài liệu này nhé. Hoặc là các anh chị cũng có thể xem giúp em cái link tài liệu em đã đính kèm ở trên file note ở dưới phần mô tả của video này. Đấy, vâng, nguyên nhân thứ nhất là do có phát sinh của nghiệp vụ tài sản cố định. Vậy thì tại sao khi có phát sinh của nghiệp vụ tài sản cố định thì có 511 và có của 08 lại không bằng nhau? Dạ vâng, như các anh chị thấy đây là một bút toán chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định. Hạch toán của chúng ta sẽ là nợ 211 có 366 và đồng thời phát sinh có của 008. Thì như anh chị thấy là đối với nghiệp vụ này thì chúng ta có phát sinh có của 008 nhưng không hề có phát sinh có của 511, dẫn tới phát sinh có của 008 sẽ lớn hơn phát sinh có của 511 đúng không ạ? Tiếp theo, đối với nghiệp vụ hao mòn tài sản cố định. Đối với nghiệp vụ tính hao mòn tài sản cố định và tài sản được hình thành từ nguồn ngân sách thì khi tính hao mòn, nghiệp vụ của chúng ta sẽ là nợ 611 có 214 và nợ 366 có của 511. Như vậy các anh chị thấy là chúng ta có phát sinh của có 511 nhưng không hề có phát sinh có của 008, dẫn tới là phát sinh có của 511 sẽ lớn hơn phát sinh có của 008 đúng bằng phần tính hao mòn của các tài sản hình thành từ nguồn ngân sách. Như vậy, trong trường hợp đơn vị có phát sinh của nghiệp vụ liên quan tới tài sản cố định thì có 511 sẽ không bằng với có 008 và chúng ta có thể tính như sau. Có 008 sẽ bằng với có 511 cộng với ghi tăng tài sản cố định trong kỳ của nguồn ngân sách trừ đi hao mòn tài sản cố định trong kỳ của nguồn ngân sách. Ví dụ như trong dữ liệu em đang có. Em sẽ xuất khẩu ra Excel để cho các anh chị dễ dàng hình dung hơn. Dạ vâng, ở đây có 008 sẽ bằng có 511 cộng với ghi tăng tài sản cố định trong kỳ ạ. Là cộng với nợ của 211 này, trừ đi hao mòn tài sản cố định trong kỳ. Ở trong dữ liệu này em chỉ có tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cho nên em sẽ lấy luôn là trừ đi phát sinh có của 214. Tuy nhiên nếu anh chị có các tài sản hình thành từ những nguồn khác nữa thì các anh chị có thể lấy trừ đi tài khoản nợ của 61113 và trừ đi tài khoản nợ của 61123 nếu có. Thì như anh chị thấy là có của 511 cộng với ghi tăng trong kỳ trừ đi hao mòn trong kỳ của nguồn ngân sách đã bằng với có 008 đúng không ạ? Các anh chị lưu ý trong trường hợp đơn vị có phát sinh nộp trả hoặc nộp phục hồi lại kho bạc thì trên báo cáo sẽ có phát sinh nợ của 511 và phát sinh có của 611. Thì lúc này khi so sánh với có của 008, các anh chị cần lấy phát sinh có của 511 trừ đi phát sinh nợ của 511.
Có nghĩa ví dụ trên báo cáo này thì anh chị sẽ lấy 722 triệu trừ đi 5 triệu bằng 717 triệu. Hoặc là các anh chị không lấy phát sinh có trừ phát sinh nợ thì các anh chị có thể lấy luôn số dư cuối kỳ, nó cũng chính bằng phát sinh có trừ đi phát sinh nợ để so sánh với 008 nhé. Nguyên nhân thứ hai là do đơn vị có nghiệp vụ cấp bù học phí. Như anh chị được biết thì nghiệp vụ cấp bù học phí của chúng ta sẽ hạch toán là nợ của 112, có của 531, đồng thời phát sinh có của 008. Như vậy chúng ta có phát sinh có của 008 nhưng không hề có phát sinh có của 511 đúng không ạ? Do vậy, tài khoản có của 008 sẽ lớn hơn phát sinh có của 511 đúng bằng khoản cấp bù học phí. Các anh chị có thể xem thêm tài liệu hướng dẫn ở trong link đính kèm, trong tài liệu nốt mà em đính kèm dưới phần mô tả của video này nhé. Khi đó để đối chiếu 008 với 511, các anh chị sẽ lấy có của 008 bằng phát sinh có của 511 cộng với ghi tăng tài sản cố định trong kỳ của nguồn ngân sách trừ đi hao mòn tài sản cố định trong kỳ của nguồn ngân sách cộng thêm phần cấp bù học phí. Vấn đề thứ hai mà các anh chị thường hay vướng mắc trên bảng cân đối số phát sinh đó là phát sinh có của tài khoản 511 và phát sinh nợ của tài khoản 611 không bằng nhau. Ví dụ như trên báo cáo em đang mở trên màn hình, phát sinh có của tài khoản 511 là 722 triệu, còn phát sinh nợ của tài khoản 611 là 727 triệu, đúng không ạ? Thì hai tài khoản này đang không bằng nhau. Thì thông thường các anh chị đã đối chiếu tài khoản có 511 lên khớp với phát sinh có của tài khoản 008 rồi. Còn cách đối chiếu tài khoản có 008 khớp với tài khoản 511 như thế nào để các anh chị xem lại vấn đề số 1 mà em đã vừa giới thiệu ở trước đó giúp em nhé. Thì sau khi tài khoản có 511 đã lên đúng và khớp với tài khoản có 008 nhưng phát sinh nợ của tài khoản 611 lại không bằng với phát sinh có của tài khoản 511 thì cách kiểm tra như thế nào? Thì trên trang web mimosai020.misa.vn thì bên em đã có tài liệu hướng dẫn. Trên trang web này bên em đã có tổng hợp những nguyên nhân có thể dẫn tới trường hợp tài khoản 511 và 611 không bằng nhau. Và để kiểm tra nhanh nhất 511 và 611 đang bị chênh lệch ở tiểu mục nào và bị chênh lệch ở nguồn nào thì các anh chị kiểm tra giúp em như sau. Khi mở báo cáo, các anh chị chọn nguồn là tất cả. Mục đích chúng ta chọn nguồn tất cả để báo cáo có thể lọc ra được tài khoản 511 và 611 theo từng nguồn thì từ đó chúng ta sẽ xác định được là 511 và 611 lệch nhau ở nguồn nào. Ví dụ trên báo cáo em đang mở nguồn ngân sách huyện tự chủ, tài khoản có 511 là 668 triệu. Tài khoản nợ 611 là 658 triệu đang bị lệch nhau, chứng tỏ nguồn ngân sách huyện tự chủ đang bị lệch. Tiếp theo chúng ta lướt xuống đến nguồn ngân sách huyện không tự chủ thì bên nợ và bên có của 511 và 611 đang bằng nhau và bằng 53 triệu, chứng tỏ là nguồn này không bị lệch. Chúng ta xem tiếp các nguồn tiếp theo nếu có. Thì sau khi em xem một lượt thì thấy trên báo cáo chúng ta chỉ đang bị lệch nguồn ngân sách huyện tự chủ. Đầu tiên các chị sẽ nhìn nhanh xem có chứng từ nào bị hạch toán nhầm sang tài khoản chi phí khác hay không. Ví dụ trên báo cáo này em thấy có một chứng từ số tiền là 10 triệu đã hạch toán nhầm vào tài khoản 6421. Đối với nguồn ngân sách thì tất cả các chứng từ chúng ta đều hạch toán vào tài khoản 611 đúng không ạ? Tuy nhiên khi chứng từ bị hạch toán nhầm như vậy thì để sửa lại chứng từ các anh chị chỉ cần mở ngay tài khoản bị nhầm lên và chứng từ đang hạch toán nhầm và sửa lại tài khoản hạch toán cho đúng ạ. Trường hợp 511 và 611 lệch nhau không phải do hạch toán sai tài khoản. Ví dụ như trên báo cáo em đang mở thì để tìm được nhanh tài khoản 511 và 611 đang bị chênh lệch ở tiểu mục nào, các anh chị kiểm tra giúp em báo cáo sau. Anh chị vào báo cáo khác, báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi theo mục lục ngân sách. Chọn tới nguồn đang bị chênh lệch. Trong trường hợp này là nguồn ngân sách huyện tự chủ. Các chỉ tiêu còn lại các anh chị chọn tổng hợp giúp em. Nhấn đồng ý. Trên báo cáo, các anh chị
nhìn cột kinh phí rút thực chi nhưng chưa chi hoặc lệch mục lục ngân sách chính là cột cuối cùng ở trên báo cáo. Ở tiểu mục nào đang có số tiền ở cột số 10 này chứng tỏ là tiểu mục đó đang bị chênh lệch giữa 511 và 611. Lưu ý đối với các tiểu mục thuộc tài sản cố định, ví dụ như trên báo cáo này đang có tiểu mục 6955 và tiểu mục 9301 thì các anh chị bỏ qua không cần kiểm tra. Bởi vì trên báo cáo này đang đối chiếu giữa có 008 và nợ của 611. Kinh phí đã rút chính là phát sinh có của 008, kinh phí đã chi chính là phát sinh nợ của 611. Thì khi các anh chị tính hao mòn tài sản cố định thì có phát sinh nợ của 611 nhưng không có phát sinh có của 008. Cho nên trên báo cáo này luôn luôn thể hiện chênh lệch các tiểu mục liên quan tới tài sản cố định. Thì các anh chị sẽ bỏ qua các tiểu mục liên quan tới tài sản cố định và chúng ta chỉ cần kiểm tra các tiểu mục còn lại thôi nhé. Ví dụ trong trường hợp này thì chúng ta chỉ đang có chênh lệch ở tiểu mục 6001 là 10 triệu. Có phát sinh có của 008 là 71 triệu 240 nghìn nhưng phát sinh nợ của 611 lại chỉ lên 61 triệu. Để kiểm tra, các anh chị vào trong phần tìm kiếm. Chọn chứng từ đã ghi sổ. Chọn khoảng thời gian cần kiểm tra, nhấn cập nhật, nhấn tìm. Chúng ta lọc theo nguồn đang bị sai. Lọc theo tiểu mục đang cần kiểm tra là tiểu mục 6001. Lọc theo phát sinh có của tài khoản 008 hoặc phát sinh có của tài khoản 511. Có thể sắp xếp theo ngày hạch toán để dễ dàng kiểm tra hơn. Sau đó đối chiếu với phát sinh nợ của tài khoản 611. Thì ở đây các anh chị có thể dễ dàng thấy tháng 1 số tiền đã khớp. Tháng 2 cũng như vậy. Tháng 3 số tiền cũng đã khớp. Nhưng đến tháng 4 thì thấy ở bên phát sinh có 511 có số tiền là 10 triệu. Nhưng phát sinh nợ 611 thì không có phát sinh số tiền này. Các anh chị kiểm tra lại chứng từ chi trong tháng 4. Có thể lọc theo số tiền đang cần kiểm tra. Như các anh chị thấy trong tháng 4, các anh chị có rút về số tiền là 10 triệu thuộc nguồn ngân sách huyện tự chủ để chi lương. Nhưng sau đó chi ra thì lại chi ở nguồn học phí, hạch toán là nợ tài khoản 642. Thì các anh chị kiểm tra lại thực tế là trong tháng 4 này, chúng ta có đúng là chúng ta rút về nguồn ngân sách huyện tự chủ là 10 triệu để chi lương hay không? Nếu đúng như vậy thì lúc chi lương, tài khoản nợ phải là tài khoản 611 và nguồn phải chọn là nguồn ngân sách huyện tự chủ đúng không ạ? Các anh chị sửa lại nguồn và tài khoản cho đúng. Tương tự như vậy, nếu vẫn còn chênh lệch, các anh chị sẽ kiểm tra tiếp trên báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi thêm mục lục ngân sách, xem còn chênh lệch ở tiểu mục nào hay không và cũng vào tìm kiếm như em vừa hướng dẫn. Sau đó, kiểm tra lại báo cáo bảng cân đối số phát sinh. Như vậy là em đã vừa hướng dẫn các anh chị cách tìm chênh lệch giữa tài khoản 511 và tài khoản 611 dựa vào báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi thêm mục lục ngân sách để tìm ngay ra được tiểu mục đang bị chênh lệch. Và trường hợp này cũng đã được hướng dẫn ở trong nguyên nhân số 4 trên tài liệu. Để các anh chị có thể tham khảo thêm nguyên nhân số 4 phát sinh các nguồn chi từ nguồn khác. Trên tài liệu cũng đã có hướng dẫn, các anh chị sẽ vào trong phần báo cáo này để kiểm tra. Còn sau đây là một số trường hợp chênh lệch giữa tài khoản 511 và tài khoản 611 là đúng. Trường hợp thứ nhất là trường hợp đơn vị có chi cải cách tiền lương từ nguồn thu. Trường hợp thứ hai là trường hợp đơn vị có phát sinh nghiệp vụ hao mòn tài sản cố định từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Và trường hợp thứ ba là trường hợp đơn vị rút dự toán bằng tiền mặt tiền gửi, hạch toán có là 11 nhưng chưa chi ra tài khoản nợ 611. Chúng ta sẽ đi vào trường hợp thứ nhất. Trường hợp đơn vị có chi cải cách tiền lương từ nguồn thu. Thì trong tài liệu hướng dẫn nó nằm ở nguyên nhân thứ hai ạ.
Khi đơn vị phát sinh nghiệp vụ chi từ nguồn cải cách tiền lương, thì nghiệp vụ hạch toán khi chi cải cách tiền lương từ nguồn thu sẽ là nợ tài khoản 611 có tài khoản liên quan. Cuối năm, khi xác định kết quả hoạt động thì sẽ hạch toán nợ tài khoản 911 có tài khoản 611. Và kết chuyển số đã chi ra là nợ tài khoản 468 có tài khoản 421. Như vậy chúng ta không có phát sinh liên quan tới tài khoản có 511 nhưng lại có phát sinh nợ của tài khoản 611. Do vậy, trong trường hợp các anh chị có phát sinh nghiệp vụ chi từ nguồn cải cách tiền lương thì tài khoản nợ 611 sẽ luôn luôn lớn hơn tài khoản có 511 đúng bằng phần chi này. Các anh chị có thể theo dõi ví dụ ở báo cáo sau. Em sẽ xem riêng nguồn cải cách tiền lương ở trên báo cáo để các anh chị có thể hình dung rõ hơn. Ví dụ như trên báo cáo này, các anh chị có thể theo dõi ví dụ trên báo cáo sau đang có nghiệp vụ chi từ nguồn cải cách tiền lương là 25 triệu. Hạch toán nợ 611 có 334 từ nguồn cải cách tiền lương là 25 triệu. Khi xem báo cáo thì các anh chị sẽ thấy phát sinh nợ của 611 lớn hơn phát sinh có của 511 đúng bằng 25 triệu. Và số dư ở trên tài khoản 4211 cũng đang dư ra 25 triệu. Khi các anh chị làm bút toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh thì tài khoản 611 phần 25 triệu đó đã kết chuyển vào 911 và sẽ bù trừ với tài khoản 4211. Cho nên cuối kỳ tài khoản 4211 sẽ không còn thặng dư. Tuy nhiên trên phát sinh của tài khoản 611 và 511 thì sẽ có chênh lệch 25 triệu này và phát sinh chênh lệch đó là đúng ạ. Trường hợp thứ hai, trường hợp có phát sinh nghiệp vụ hao mòn tài sản cố định từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Trường hợp đơn vị có phát sinh nghiệp vụ hao mòn tài sản cố định từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp thì nghiệp vụ khi tính hao mòn sẽ là nợ tài khoản 611 có tài khoản 214. Cuối năm phản ánh số hao mòn đã trích tính trong năm, hạch toán nợ tài khoản 43142 và có tài khoản 421. Và trường hợp này thì cũng không có phát sinh có của tài khoản 511. Và đây cũng là bút toán hạch toán đúng theo hướng dẫn của thông tư. Do vậy, trong trường hợp đơn vị có tài sản hình thành từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp thì tài khoản 611 sẽ lớn hơn tài khoản 511 đúng bằng phần tính hao mòn của tài sản này và phần chênh lệch đó là đúng ạ. Và trường hợp thứ ba mà chênh lệch giữa 511 và 611 cũng là đúng, đó là trường hợp đơn vị rút dự toán bằng tiền mặt, tiền gửi, hạch toán có của tài khoản 511 nhưng chưa chi ra tài khoản nợ 611. Trường hợp đơn vị có rút về hạch toán nợ tài khoản 111, 112 hoặc là 331 và hạch toán có của tài khoản 511 nhưng chưa chi ra hạch toán chi vào tài khoản nợ 611 thì cũng dẫn tới là có 511 sẽ lớn hơn tài khoản nợ 611 đúng bằng số tiền mà các anh chị đã rút về. Vậy thì các anh chị kiểm tra lại xem thực tế là đơn vị mình đã chi số tiền này ra chưa? Nếu đã chi rồi thì các anh chị cần hạch toán chi số tiền này và hạch toán là nợ tài khoản 611. Còn nếu các anh chị chưa chi thì phần chênh lệch này là đúng ạ. Và thêm một trường hợp nho nhỏ nữa, nhưng trường hợp này cũng ít gặp, đó là trường hợp đơn vị có nghiệp vụ giảm chi, hạch toán nợ tài khoản 111, 112 có 611 nhưng chưa nộp phục hồi số tiền này vào kho bạc. Ví dụ như sau. Các anh chị có làm bút toán thu hồi lại số tiền đã chi là 5 triệu, hạch toán nợ 111 có 611. Nhưng chưa làm bút toán nộp tiền vào kho bạc là nợ 511 có 111. Dẫn tới trên báo cáo bị chênh lệch giữa 511 và 611. Vậy thì anh chị sẽ kiểm tra lại giúp em xem khi thu hồi lại số tiền để nộp lại kho bạc thì chúng ta đã làm bút toán nộp trả lại kho bạc hay chưa? Nếu chưa làm thì các anh chị làm bổ sung bút toán này nhé.
Như vậy chúng ta sẽ tóm tắt lại vấn đề số 2 một chút. Trường hợp đơn vị có phát sinh tài khoản 511 và 6110 bằng nhau và thông thường là các anh chị đã đối chiếu tài khoản có của 511 đã đúng và khớp với tài khoản có của 008. Chúng ta sẽ kiểm tra như sau. Đầu tiên, khi mở báo cáo bảng cân đối số phát sinh, các anh chị chọn giúp em nguồn là tất cả đúng không ạ? Nhấn đồng ý. Mục đích là để kiểm tra xem bị chênh lệch 511 và 611 ở nguồn nào. Sau khi đã xác định được nguồn bị chênh lệch, các anh chị sẽ kiểm tra xem cụ thể bị chênh lệch ở tiểu mục nào bằng cách kiểm tra qua báo cáo khác, báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi theo mục lục ngân sách và chọn nguồn đang bị chênh lệch và tìm tới tiểu mục đang bị chênh lệch. Lưu ý, đối với các tiểu mục liên quan tới tài sản cố định thì bỏ qua, không cần kiểm tra chênh lệch. Sau khi tìm được tiểu mục bị chênh lệch thì các anh chị vào tìm kiếm và lọc theo nguồn đang bị sai. Lọc theo phát sinh của tiểu mục đang bị sai. Lọc theo phát sinh có của tài khoản 008 hoặc là tài khoản có của tài khoản 511. Đối chiếu với nợ tài khoản 611 để tìm ra chênh lệch. Sau khi đã sửa những phần chênh lệch này, nếu báo cáo vẫn còn chênh lệch giữa tài khoản 511 và 611 thì các anh chị sẽ kiểm tra xem có thuộc vào các trường hợp mà chênh lệch giữa 511 và 611 là đúng hay không. Trường hợp đầu tiên, đơn vị có phát sinh chi cải cách tiền lương từ nguồn thu thì tài khoản 611 sẽ lớn hơn tài khoản 511 đúng bằng phần chi lương này. Trường hợp đơn vị có phát sinh nghiệp vụ hao mòn tài sản cố định từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp thì tài khoản nợ 611 cũng lớn hơn tài khoản có 511 đúng bằng phần phát sinh hao mòn tài sản cố định từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp này. Và trường hợp thứ ba, trường hợp đơn vị có rút dự toán bằng tiền mặt, hạch toán có tài khoản 511 nhưng chưa chi ra hạch toán nợ tài khoản 611 thì tài khoản có 511 sẽ lớn hơn tài khoản nợ 611 đúng bằng khoản này. Các anh chị kiểm tra lại xem thực tế đơn vị đã chi số tiền này ra chưa. Nếu chi rồi thì cần làm bút toán bổ sung, còn nếu chưa chi thì phần chênh lệch này là đúng ạ. Như vậy em vừa hướng dẫn anh chị cách kiểm tra đối chiếu bảng cân đối số phát sinh trên phần mềm misamimosa.net. Cảm ơn anh chị đã xem hết video. Hãy để lại một like và một subscribe cho kênh Kế toán Hành chính Sự nghiệp Misa để là người nhận được thông báo đầu tiên khi kênh ra video mới nhé. Anh chị muốn kênh làm tiếp những chủ đề gì thì hãy để lại comment bên dưới video nhé. Chúc anh chị thực hiện thành công và hẹn gặp lại anh chị vào các video hướng dẫn sau nhé.